Lời Chúa theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 13 đến câu 16. Khi ấy, Đức Giê-xu phán cùng các môn đệ rằng, chính Thầy là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi, không tài nào che giấu được. Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu rọi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp mà anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em đấng ngự trên trời. Anh chị em thân mến, muối và ánh sáng đều mang lại cho đời sự mặn mà, tươi vui, mang lại cho tâm hồn niềm vui và bình an. Muốn vậy, muối và ánh sáng cần phải tự hủy và tan biến đi. Hạt muối phải bị hòa tan thì mới thấm nhập, làm cho đồ ăn thêm đậm đà, ngon miệng. Nếu phải bị tiêu hao thì ánh sáng mới chiếu tỏa cho người ta thấy đường đi. Sứ mệnh người Kitô hữu là trở nên muối và ánh sáng thế gian, đem niềm tin, sống chứng tá tin mừng cho tha nhân trong cuộc đời. Chúng ta được mời gọi, làm cho thế giới được đổi thay, đời Kitô hữu của chúng ta thêm đậm đà và trở nên hương vị tình yêu Giê-xu. Qua đời sống khiêm nhường, hy sinh, bác ái đến với tha nhân, để cuộc đời chúng ta trở nên muối ướp mặn tình người. Ánh sáng chiếu soi giữa một thế giới đầy tục hóa, ích kỷ, tham lam, trục lợi, và đề cao cái tôi cá nhân của người đời. Thế nhưng, nhiều người thường phàn nàn rằng xã hội ngày nay quá nhiều tệ nạn và ngày một suy đồi xuống cấp, nhưng họ lại không làm gì để chuyển hóa tình trạng suy đồi này nên tốt hơn. Quả vậy, xã hội bị suy đồi là do nhiều nguyên nhân, trong đó có một phần lỗi của chúng ta, chẳng hạn có thể do muối trong chúng ta đã bị mất độ mặn, không còn đủ sức ướp cho tha nhân khỏi hư hỏng. Có thể do dầu trong cây đèn đức tin của chúng ta đã bị cạn, không còn cháy sáng đức ái, nên thế giới chung quanh ngày một chìm đắm trong bóng đen tội lỗi. Điều mà mỗi người chúng ta cần làm ngay là gia tăng độ mặn của đức tin, thêm dầu ơn sủng đức cậy và đức ái, và hợp tác với mọi người thiện chí chống lại ba thù là ma quỷ, thế gian và xác thịt của mình. Vì thế, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy trở nên muối và ánh sáng cho trần gian bằng đời sống mẫu mực, đạo đức, thánh thiện, biết sống hiệp nhất, hy sinh, quảng đại và trở nên hương vị tình yêu để đem lại tia sáng hy vọng, lan tỏa lòng bác ái cho mọi người. Ngõ hầu, chúng ta trở nên ánh sáng tin mừng, làm chứng tá đức tin cho Chúa nơi trần gian này. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống theo gương thánh cả Giuse, biết quên mình, yêu thương, phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật, bất hạnh, bị bỏ rơi, vì họ chính là hiện thân của Chúa, để mỗi ngày chúng con thật sự trở nên muối men cho đời và ánh sáng chiếu soi trần gian. Amen.